và đến bây giờ là 9 năm tại yêu cả cưới rồi con chưa thấy một MV nào hết ạ. Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau sẽ mới đã đang kề cạnh ta lúc đó. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Ông này ông bảo là thôi để anh đến thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh mẹ có chửi anh chịu hết. Anh nhận hết lỗi về mình. Quá trời là nam thanh nữ tú rồi. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nha. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con là Trang, con sinh năm 92. Trước đây thì con làm nghệ thuật, con đã từng có một thời gian là diễn viên múa, giảng viên múa của Học viện Múa Quốc gia Việt Nam bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Vợ con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi. Quá surprise luôn. Đang suy nghĩ chíp hôi mà đi lấy chồng sớm thế không biết. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi ạ. Ôi, bé thứ 2 thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Con chú cũng mới chuẩn bị 8 tuổi. Con nhìn cô chú khen. Thiệt luôn á, để chuyển chuyển qua bạn chồng có nó nhiều tuổi nữa thiệt. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con sinh năm 90 ạ. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ con tên là Xuân Sơn ạ. Bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Bọn con quen nhau qua online ạ. Cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam, con thì ở ngoài Hà Nội. Có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ thì tự nhiên lại vào inbox là chào em, anh là ca sĩ. Và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV. Bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội? Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi con chưa thấy một cái MV nào hết ạ. Sao con? Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? Một ngày lướt Facebook rất là đẹp. Mình không hiểu vì sao sợ có cô bé nào trong nick mình như này. Không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Và ấn vào profile xem. Ủa, xinh quá. Lúc đó nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội. Bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ, cái lý do là sao cho nó hợp lý nhỉ? À chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy. Con thi chương trình gì? À giọng hát Việt. Giọng hát Việt. Rồi xong sao nữa? Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy lại càng hợp hơn nữa. Như là người ta nói là cuốn ấy. Nhưng mà cổ có hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? Lúc đấy cũng có hỏi nhưng mình em yên tâm anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Em yên tâm. Rồi xong rồi á, là cái lần đầu tiên á mà hai đứa gặp nhau á là ở đâu? Khi mà anh ấy có một cái buổi sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình bài hát yêu thích ấy ạ. Gặp nhau ở sân bay ạ, hôm đấy cũng ra đón. Cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá, da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà. Cũng nói qua lại một vài câu có nắm tay nhau xong rồi lưu cái cảm xúc thế nhau một cái gặp tận ở ngoài này xong rồi là ôm rồi tay các kiểu có thể được cảm nhận chạm thì nó cũng khác ạ. Nói chung là cũng vỡ hòa cảm xúc đấy ạ. Chứ con run rẩy rồi xong rồi run lắm các kiểu đúng không? Tối hôm đó đi xem biểu diễn. Hôm đấy đi xem thế xong rồi bình thường thì là anh này anh ấy chỉ hát cho con nghe qua online thôi. Thế là tự nhiên con ngồi rồi con nghe phát con bảo đây rồi. Thế này thì chắc không bỏ được rồi. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Xuân Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đoạn được khúc ở trong bài Yêu là tha thứ của nhạc sĩ Only C. Tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau sẽ mây đã đang kề cạnh ta lúc đó. Tình yêu sao khác thường đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Hay quá. Vẫn như ngày đầu đúng chứ? Vâng. Đây là của tôi rồi. Xinh luôn. Đúng. Rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm sáu tháng. Con quyết định là ở vì nhà con quê con ở Hải Phòng.
tiếng Hà Nội. Tiếng Hà Nội vừa gần tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Tầm gần 2 năm ạ. Con có bầu trước khi cưới ạ. Sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện là con có bầu cả hai đứa như thế nào? Thực ra là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã. Học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Cái khoảng thời gian mà con dính rồi ấy, là con còn vẫn còn thi. Mà cô chú ơi, con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy ấy, các kiểu trên sàn quay nhảy. Và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á, thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm. Bởi vì là con biết tính mẹ con, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Con nói chuyện với cả anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông mà mình phải quyết tâm là đi về nói chuyện với mẹ vợ. Mà sau khi nói chuyện thì mẹ vợ lớn không? Ui dồi ôi. Một trận lôi đình luôn đấy ạ. Mắng hai vợ chồng luôn. Mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học, ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh, mẹ có chửi, anh chịu hết. Anh nhận hết lỗi về mình. Con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang đoán rồi mà bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề rồi, mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Mày làm cái gì đấy sao lại thế? Nó đang học cơ mà. Mày này thì kia chết à? Mày muốn thì mày giết tao à? Kỳ lắm ạ. Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi trời ơi, tại sao lại như thế này? Tao đồng ý cho cưới nhưng mà sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi. Xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là gọi con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là... Tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ. Bà thì nói như thế thôi. Nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ. Bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới của chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Nhìn đôi mắt rướm rướm bóng. Đấy, rồi, thế là yên ổn rồi. Rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái phần chương 2 đi, chương 2. Đó, tới cái là phần sau khi hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao này? Hai mặt con rồi. Đấy. Thì nói chung là... Có những cái tật xấu nào không nè? Tật xấu nhiều không? Cho chồng con nói trước đi. Vợ con thì hai kiểu giận dỗi, vu vơ nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8 ấy. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt, nằm trong phòng thì cũng bảo con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi. Vợ con nói là ừ thôi mẹ hơi mệt, tí mẹ ăn sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước. Xong rồi tí con vào con bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì. Im lặng. Đấy. Im lặng là rất sợ. Con có đoán à? Chết rồi. Cái gì đấy? Có biển không? Làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo cái sao này sao nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ là mình làm cái gì nhỉ? Mình cũng nói chuyện rồi, mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi là mà. Khi mệt đó là phải chồng vào cơ. Đúng rồi, đấy. Chồng vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Rồi, tức là tính là hay dỗi rồi à. Một cái gì rồi, hay giỏi cái gì nữa à, đi ngủ mà quên không ôm là hôm sau dậy bị giận luôn, mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi đấy. Vợ con chỉ mỗi cái thật xấu mỗi cái đấy thôi, nhưng mà vừa. Có dễ hết dỗi không? Có những lần thì phải một ngày mới hết dỗi. Có những cái lần đập phá đồ. Vâng. Trong cái lần đập phá đồ là do lý do gì? Con bị lấy cơn điên lắm. Đâu? Cái lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ý. Giỏi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, nhiều quá không đếm được. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm.
Thế con có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái level đó xuống không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định. Và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn. Lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. Tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Ê, nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhé. Con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con rồi. Mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình phải nói lại một tí. Lắm lúc mà nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn khổ chán, không biết làm gì mà sao lại vô lý như thế. Nửa tiếng sau, mấy chục phút sau lại nghĩ vào thôi, vợ là bệnh, tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định. Thôi, mình cũng là thôi vì các con này kia. Cái đó là cái mà con tự nhịn. Nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level thôi. Em giảm được mà. Bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Thôi giảm thế được rồi thôi. Giờ chồng có tật xấu gì nè? Có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn. Ông chặn con tất cả các nền tảng luôn. Chặn Facebook, chặn hết tất cả mọi thứ. Chặn Facebook, chặn Zalo. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin, rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn. Dài lắm. Ông ấy chặn luôn con. Đấy. Con dài lắm luôn. Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook, con chặn tiếp Facebook. Tinh cãi nhau cái gì? Tinh tinh cái. Chú hiểu rồi. Yêu gái nào bắt đầu. Ôi dồi ôi, cái này vào đọc chắc là dài lắm đây này. Có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt. Thế là quá quen luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà bây giờ nói lại không được. Nhưng mà vậy sao vậy? Giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Con chẳng cần chồng con phải thay đổi. Bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi. Không, con biết sao? Thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Con phải nhớ, ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không ạ. Có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó, có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa? Chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á, sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Như cái chuyện mà con không đọc á thì cũng đúng là cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy. Bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, con cứ đọc đi. Ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Tức là sau cái điều đó con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này, em thế kia, em con phải nói, con đừng tự chịu đựng, con im lặng. Thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Là hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình, đối phương muốn gì. Con cũng hiểu được rằng là mình không thể nào mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi, thay đổi. Đúng rồi đó. Đó ạ. Dạ, bởi vì là sao nè, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi, và đã là chọn lựa rồi á thì phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uổng lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn hai bạn. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Cường. Em là nhân viên dịch vụ công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có.
em thích lắm á. Em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây á. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Con ơi, gian nan lắm á, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Dạ chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Dạ. Một lần cảm ơn em, vỗ tay. Dạ. Rồi chuyên còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sao. Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị thất tình. Xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa á, xong rồi đang trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66, là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, muốn chạy theo em hoài luôn á. Bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc đó chọc ngược lại thôi. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang? Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ không. Chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó, ảnh thì cũng có cơ bắp lắm, ảnh tập thể thao, đập quần đùi, áo thun ba lỗ, mình nhìn mình nhìn con cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặt phù lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết 66, cái là nhìn biển số xe là biết, tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này anh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà anh cua trắng trợn luôn á. Nhắn hết sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Xong anh nhắn cả tháng trời á, xong anh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhắm hay sao. Em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá đó. Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp. À, ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Thôi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động, cua bên nào? Dạ, ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần. Rồi xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ, em nói cái anh này á, suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chuyện nào mà mình mới chịu, mới đổ. Em thấy là phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh, phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh, thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi. Em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đừng ai nấy đi, khỏi lạc nữa cho khỏe. Ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ. Sao đồng ý? Dạ, anh đang theo đuổi phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ, trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á. Em cũng không nói gì luôn, từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Rồi bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu, đúng không? Tốt thì tốt nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em. Không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền, xong rồi mấy làm. Giống như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em mà mỗi lần em giận lên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, cái này giận lên không có đập anh, mà giận lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cởi lên em xấu hổ chết. Mà anh nói là lên rồi phải làm. Đúng rồi đó. Chơi luôn em đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng đúng kể rồi. Đó có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi, xong rồi em năn nỉ gian xin luôn á là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi, sau vài tuần coi này thấy thích quá chịu không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ. Em nói là lúc trước có nói vậy rồi mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy trơn, cái bắt đầu đòi đi về quê ly dị. Nói em không chịu trộn hết rồi, bắt xe về quê tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ đi về quê nói chuyện với cha mẹ ly dị. Trời vậy cái chương trình mà đòi ly dị em ghê thiệt. Chồng tức thiệt, chi cái chương trình này mà đòi ly dị em.
mà nói em là không thương này nọ, chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải. Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia chứ anh không muốn đâu, nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nói làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau mặt hay nhau. Là cái lúc mà mong muốn thay đổi. Muốn thay đổi. Vạch mặt nhau vui coi đó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái khi lên trên này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có vài lần bia thì được. Có không? Em nói cho anh nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt. Bây giờ không uống nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ. Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt có con á, lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Đó. Rồi nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Đó. Xong hết cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp nó mức nào đó. Đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ vạch mặt chứ, bây giờ đến vạch mặt là chồng, đó. Bây giờ ngược lại là chồng phải vạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà vạch mặt chắc cả đóng luôn. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó, em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về, chải đầu dục chỗ đó. Ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này, bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp em phải hỏi. Hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ em. Trời ơi, đúng chưa? Anh nhằn sao? Mỗi lần em vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng nhằn dân, mốt em không làm nữa thử hết cần nhằn. Đúng không? Chúng ta làm cho ăn mà cần nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt. Trời ơi, đóng đồ mà mình phải ngủ mình mệt. Phải chỉ ăn xong đụng ngủ thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cần nhằn đó phải không? Hết cần nhằn liền. Rồi, còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi với ảnh mệt lắm, chạy em chạy cường người nhung dài á. Từ từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm hai cự lộn dữ đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì. Em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nghéo. Thà là lợi quýnh cách bóp thì đó, em chịu được, lợi ngắt nhéo một cách em chịu khó chịu em sẽ la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như giờ anh Quốc Thuận nè, Quốc Thuận ngồi cái ngay đây, anh Quốc Thuận có cục mỡ không? Thôi em chửi cho em vạch mặt anh em. Tại đó em vạch mặt chồng em được rồi. Thôi em vạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh nó có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt nó. Trời ơi. Trời giả mang thiệt. Đau lắm. Em ngắt thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là em la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Anh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em đang vui vẻ, em đang muốn cưng. Dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu: "Ôi, giỡn biết đau hả?" Làm gì đó, làm em giống như em bị quê vậy chị. Tổn thương là em chứ đau. Em là tổn thương lòng. Còn nè, tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy năn nỉ em mới quề, chứ em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm, chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh, anh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ sao mà anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì cứ lắc bắt người em, cái em không chịu, đẩy ra. Cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc. Xay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em từ khoảng 5 phút sau em ấy khò. Mà không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Chứ năn nỉ không được, em ngủ, tại vì năn nỉ tiếp. Anh hiểu cái tâm lý của em.
là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, mình nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò tủi thân dễ sợ luôn. Để thương từ ngày này qua ngày nọ, đúng rồi, tháng nọ qua tháng kia rồi còn gì. Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái, hay là người ta bóp kèn nhiều, hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh xuống kênh, không đâu bóp kèn, tinh tinh. Chạy qua, người ta còn còn quay lại kênh, người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ anh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em thì... mày cầm lên trước là không sao, chứ nào để dẫn lấy đi cầm được, cầm lấy đi cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm điện thoại thì... Kỳ. Mà trong khi đó em là dân nghệ thông tin, em thích phải coi chứ. Dạ. Dọc máy rồi nọ. Dạ. Được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc luôn thì không phải ý em nói là nói chuyện với em. Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi còn gì nữa nè? Dạ hai đó mà muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi mà em biết được không nữa. Rồi bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Ở Cường, hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu mà tin. Là. Đúng lên đàng hoàng hứa giống như là tuyên thệ được. Đó. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chứ. Tại vì các bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Thôi chứ nghiêm túc hứa là làm được nghe trời. Không phải hứa xuông đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính như dẹp luôn trong cái bớt. Bỏ luôn. Dạ, bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại, nhưng mà có máy tính phải xài tại vì công việc. Thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu, nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó rồi, hứa rồi vợ ôm nhau cái điên. Chưa vợ mới hứa chồng chứ. Chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó. Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa thì kiên trì đi, hứa nha. Gài ghê luôn, gài ghê thế luôn. Rồi vậy giờ vợ hứa đi. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với ảnh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng lắm. Thầy hứa nha. Coi như quề bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây sẽ quá lộn, bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi rồi nha. Rồi lên được. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Dạ. Ơi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Cho Hyo Jong. Cho Hyo Jong. Em tên là Cho. À, em năm nay em là 33 tuổi. Em đang là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. Dạ, giáo viên tiếng Anh. Em đã sống ở Việt Nam 2 năm rồi. 2 năm rồi. Hai năm mà nói tiếng Việt như vậy là quá giỏi. Cảm ơn anh. Như vậy là Jo hả? Dạ, Jo là biết 3 thứ tiếng: Hàn Quốc, Việt Nam, tiếng English. Còn biết thêm tiếng nào nữa không? Tiếng nào? Language. Còn biết thêm tiếng nào nữa không? Which language I can speak? Tiếng Anh. Tiếng Việt. Tiếng Anh. Tiếng Hàn. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Tiếng Anh, tiếng Hàn. Tiếng Việt. Một chút tiếng Pháp. Tiếng Pháp. Tại vì ảnh từng làm việc bên Morocco. Và Morocco họ nói tiếng Pháp nên là anh có biết một chút tiếng Pháp nữa. Giỏi quá. 4 thứ tiếng luôn ạ. Giỏi quá. Mời em. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Dạ, con xin chào anh Quốc Thuận. Chào quý vị khán giả xem đài. Thì con tên là Trần Hồ Thanh Trà. Dạ, thì hiện tại con đang làm việc tự do. Con làm chung với chồng con. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Trà đúng không? Dạ. Sinh năm 94 hả con hay là 93? Dạ, 92 ạ. À, 92. Trà thử giới thiệu một câu bằng tiếng Hàn thử coi. À dạ. À 안녕하세요. 저는 자라고합니다. 올해는 3월 30 35살입니다. 30 사람입니다. 2 bạn nói chuyện nhau chắc bằng tiếng Anh nhiều hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Vậy là con cũng dạy tiếng Anh chung giống với chồng hay sao? Dạ không, trước đây thì con làm ở bên nhà khách sạn. Mà
năm ngoái thì con nghĩ sao mà con chuyển qua làm chung với ảnh. Tại vì tụi con có mở một cái lớp học ở nhà, thì con phụ ảnh làm về bên giấy tờ rồi nọ kia rồi. Bây giờ kể cho chương trình nghe cái lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau như thế nào. Cơ duyên nào, cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau, đưa đẩy hai đứa gặp nhau, gái Việt gặp trai Hàn. Thì lúc trước thì con có học tiếng Nhật ở trên một cái app học ngoại ngữ. Thì lúc đó con mới gặp anh này, thì con mới thấy anh này nhìn giống một cái người bạn cũ của con. Thì con thì đó con mới làm quen, nhắn tin làm quen trước. Thì nó con vô là bạn từ Hàn Quốc tới hả? Mà nhìn bạn giống một cái người bạn người Nhật cũ của mình. Xong anh mới nói vậy thì gặp ở ngoài đi. Gặp ở ngoài đi coi có giống thiệt không. Thì xong rồi hai đứa mới hẹn gặp nhau ở ngoài. Hẹn bằng nhắn ở trên nhắn cái đất ở trước. Dạ. Rồi sau đó là như thế nào? Joe nè, bây giờ Joe nè. The first you meet her, how do you feel? em thương thích người mũm mỉm, nhưng mà cha là nước lại không mũm mỉm. Không có mũm mỉm. Nhưng mà khi là em suy nghĩ là em sẽ kết hôn với cô ai? Không nghĩ là kết hôn với em. Dạ không, là em hoàn toàn là khác với cái gu của ảnh luôn. Ngay từ đầu bạn này thích mũm mỉm cơ. Anh thích mũm mỉm, nhưng mà em lại kiểu gầy quá, dài quá gầy. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc mà ảnh gặp em, ảnh lại nghĩ là mình phải lấy cái cô này. Maybe destiny. Định mệnh. Rồi bây giờ kể gặp nhau ở kiếp trước á. Kiếp trước Last century á. Rồi bây giờ nhờ vô kể tiếp là khi mà hai người gặp mặt nhau lần đầu thì lúc đó như thế nào? Lúc đó thì tụi em không hẹn... không để vô kể thử coi em dịch đi Ulita chụp mình che có thích không em mà nó số the language app no the first day you meet me how you feel thích không how first I felt impression, yeah. First impression you fallen in love with her I think I fell in love with her just first sight so I met her and then I said can I speak English okay. I met her and I usually don't like this type of girl. Like this, she's not my type of girl usually, but I can feel her. Like I can feel something special with her. You know, I think I'm gonna marry her eventually. That's how I felt that day. Hay quá, em có thể dịch lại cho anh nghe được không? Thì y như nãy, tức là bạn nói là cái này không phải gu của bạn này, nhưng mà không hiểu tại sao mà bạn nghĩ trong đầu là bạn phải lấy cái cô này, là như vậy đó, định mệnh đó. Nhưng mà ý là có yêu, tức là yêu liền đó đúng không? Giống như tiếng sét ái tình luôn á. Dạ thì thật ra lúc ban đầu thì anh này cũng không phải gu của con luôn. Nghĩa là vừa gặp mặt là thấy là không phải gu liền không? Dạ, thấy trên hình là thấy không phải gu rồi, tại vì em thì em thích kiểu đàn ông cao và cũng ốm ốm, hoàn toàn ngược với ảnh. Nhưng mà khi mà gặp ở ngoài thấy anh này dễ thương, thấy hiền nữa. Xong rồi sau một vài lần nói chuyện thì thấy có vẻ hợp. Xong rồi tụi em mới quyết định là mình sẽ tìm hiểu nhau. Đó nghĩa là ngay trong cái buổi đầu gặp mặt là đã đề nghị là sẽ, là đã có cả hai là đều có ý là tìm hiểu nhau rồi đúng không? Không, bạn này là mục đích là cưới bạn này, chỉ có bạn này á là bắt đầu confused chút xíu trước khi mà gặp đúng không? Tới chừng gặp một cái là thấy là có vẻ dễ thương. Đúng rồi. Như vậy thì hai đứa tìm hiểu nhau trong bao lâu? Thời gian tìm hiểu là khoảng một năm. Dạ, một năm thì tụi em mới bắt đầu là tính tới vấn đề kết hôn. Tại vì trong quá trình tìm hiểu thì em có nói với ảnh là em cũng lớn tuổi rồi, ở Việt Nam em lớn tuổi rồi và em cũng cần phải lập gia đình. Bố mẹ em cũng đợi em lấy chồng. Nhưng mà Trà, lúc đó là ảnh đã làm việc ở đây chưa? Dạ không, lúc đó ảnh qua đây là theo dạng du lịch, ảnh là khách du lịch ở đây thôi. Tức là ảnh mới qua Việt Nam được vài ngày và ảnh gặp em. Rồi sau 3 tháng đó, tại vì visa của ảnh là chỉ có kéo dài 3 tháng thôi. Nên là sau 3 tháng đó thì ảnh mới nói với em là anh sẽ quay lại Việt Nam. Anh nghĩ là sẽ quay lại Việt Nam làm việc và định cư lâu dài ở đây. Đúng nên là để ở cần em. Tức là vì cô này là chính đúng không? Yeah, you come to Vietnam because of me. Yeah, I think so. Destiny. Your parents agree when you married her? Yeah, yes. Agree. My mom especially liked her when she saw her photo. They haven't met yet because of COVID. But when my mom saw her photo, she just likes her so much. Vậy hả? Nghĩa là vì COVID đó không có gặp được mà nhìn hình là đã thấy thương rồi, thấy thích rồi. Nhưng mà cái lúc mà nhưng mà gặp chưa? Bây giờ đã gặp được mẹ chưa?
Dạ vẫn chưa, tụi chưa con luôn. Mới có gặp qua FaceTime thôi. Thì đó, dạ. Mà cái lúc đám cưới là như thế nào? Đám cưới thì bây giờ tụi con vẫn đang đợi khi mà hết dịch có thể là đám cưới rồi sẽ làm hai bên luôn. Nghĩa là đã đăng ký kết hôn rồi nhưng mà chưa tổ chức đám cưới, đúng không? Nhưng mà bây giờ quay trở lại cái lúc mà khi mà ảnh quay trở lại nước của ảnh á. Dạ. Thì là trước khi là lúc đó là đã yêu nhau chưa? Dạ cũng có cảm tình với nhau rồi. 3 tháng là chị nghĩ cũng đủ rồi. Dạ. Trước khi về cũng biết là có cảm động, có khóc lóc rồi, có chia tay rồi không? Dạ hoàn toàn không. Tại vì là thật sự là lúc đó con không có đặt nhiều kỳ vọng vào những cái mối quan hệ trên mạng, quen trên mạng. Huống chi là tụi con cũng mới gặp nhau được 3 tháng thôi. Cho nên nó con có nói với ảnh là nếu mà anh thích quay lại Việt Nam thì anh có thể quay lại. Nhưng mà nếu mà nói là để trở thành đi một bước mối quan hệ nó sâu hơn, nó nghiêm túc hơn thì con chưa có chắc chắn vấn đề đó. When you come back your country, you usually FaceTime with her day by day. Kakao talk, but not FaceTime, but yes, day by day, every day. Trước khi về ảnh có tỏ tình với em không? Dạ có. Cái ngày cuối cùng mình trước khi ảnh ra sân bay á, thì tụi con có hẹn gặp nhau, thì ảnh nói là anh đi lần này nhưng mà anh sẽ chắc chắn anh sẽ quay lại. Thì anh nói là anh muốn có một cái gì đó để làm niềm tin cho em. Dạ. Thì lúc đó anh có mua cho em một cái lắc tay. Dạ. Thì lúc đó em cũng hỏi là anh mua cái lắc tay này ở đâu. Con có đeo không? Này có đeo không? Dạ đeo, để em nhà mất rồi. Thì con có hỏi là anh mua lắc tay này ở đâu. Thì anh cũng thiệt tình trả lời anh mua ở chợ Bến Thành em. Không kể đó, vàng nào bạc nào cũng được, miễn sao nó có lòng thành được rồi đúng không? Có lòng là được. Rồi như có vậy là 5 tháng sau là anh quay lại. Có khi nào bị lừa không? Mua chợ Bến Thành khi nào bị gọi là... Dạ thật sự là anh cũng không biết là anh có bị lừa hay không cô. Tại vì anh mới qua Việt Nam. Nên là anh cũng không biết là cái giá trị vật chất ở Việt Nam như thế nào. Nên là khi người ta đưa cái giá đó rồi ta nói cái này mạ vàng đó nha. Thiệt đó, mạ vàng. Sau khi anh mua, anh mua cho con thì anh nói, anh cũng nói thiệt là cái này mạ vàng em ơi. Nhưng mà con, người Việt Nam con nhìn là con biết. Biết là không phải rồi đúng. Đeo là một mấy người bị ten á ngứa. Là cái lắc màu vàng chứ. Màu vàng, vàng thôi. Rồi là 5 tháng sau anh quay lại. Dạ không, 2 tuần sau thôi. Ồ như vậy là nhanh quá rồi. Wow vậy đó hả? Dạ. 2 tuần sau. Chịu không nổi đúng không? 2 weeks you come back Vietnam. I actually didn't understand. Can you explain? After the first the first time you come to Vietnam and you come back to Korea and 2 weeks later you go back to Vietnam. Yes. I came to Vietnam in August, but I had an important test in September, so I had to go back to Korea. And right after that I came back to see her. And then I stayed. Miss her until now. You miss her. I missed her, yeah. Lần đó là cái romantic. Nhớ quá rồi. Vậy là trong 2 tuần nữa chắc có lẽ là nói chuyện điện thoại rất là nhiều và phải nói rất là tình cảm, rất là ỉ ôi, cho nên là ảnh mới quay trở lại nhanh như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi ngày cũng đó. Dạ. Đó cũng một phần là vì chồng con bị vấn đề ngoài da. Nên là ảnh lại không chịu được cái thời tiết mùa đông ở bên Hàn Quốc. Nên là ảnh nói là ảnh muốn ở Việt Nam một thời gian. Nếu mà ảnh cảm thấy hợp với thời tiết đây thì ảnh sẽ định cư đây luôn. Như vậy là sau 2 tuần ảnh quay trở lại là hai đứa chính thức quen nhau. Dạ đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên ở đâu? Tức là em phải hỏi là cái nụ hôn của trai Hàn Quốc nó có khác gì trai Việt Nam không? Trước bạn này là con có người yêu chưa? Dạ có, con trước khi quen anh này là con cũng có tìm hiểu. Nhưng mà là quen chính thức thì chỉ có 2 người thôi. Như là vậy là phân biệt được rồi đúng không? Nụ hôn của trai Hàn Quốc với trai Việt Nam khác nhau đúng không? Dạ, hay là giống nhau? Nó khác, chắc là nó khác. Anh này thì kiểu là ảnh ngượng. Khi mà ảnh lần đầu tiên con ở bên nhau thì sao ta? Rất là ngượng ngùng. Hình như là con chủ động nhiều. Chủ động. Vậy hả? Chứ vậy trước đó là bạn có người yêu không? Trước đó dạ là bạn có. Này có người yêu chưa? Dạ có, trước đó có người yêu. Vậy mà bạn ngượng ngùng vậy đó hả? Dạ. Tại sao Châu lại ngượng ngùng với cô gái này? Similar like why you are shy when you when we kiss. Why you feel shy when we kiss? First kiss. Why I felt shy when we kissed? I don't know. Em không biết. Em không biết mà em ngại. Em đang ngại. Thì cái nụ hôn đó diễn ra là cái ngày lần thứ 3 tụi em gặp nhau. Thì ảnh mới lúc đó ảnh đang ở Đà Lạt, ảnh có đi Đà Lạt 1 tuần. Thì lúc đó ảnh mới nhắn cho em đó là em có thích ăn cái gì không, em có thích món ăn Hàn Quốc không.
Thì em nói dạ em thích thì nhất là món tteokbokki, bánh gạo Hàn Quốc. Tteokbokki. Dạ. Dạ nói là ồ cái đó là món tủ của anh á. Thì hồi bữa nay em qua rồi anh nấu cho em ăn. Thì con cũng con biết là con bị dụ nhưng mà thôi con mới để cho anh dụ con luôn. Qua nhà anh. Dạ qua nhà anh. Thì nấu nướng ăn rất là vui vẻ thì xong ngồi nói chuyện với nhau hồi cái bắt đầu ngồi sát lại là ảnh quay con ảnh quay qua nhìn thôi hồi là bắt đầu chuyện gì tới nó tới như phim vậy như phim vậy. Nhưng mà nó tức là khác nhau ở chỗ là ảnh dè dặt thôi đúng không? Dạ, anh bị rụt rè đó đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà là chỉ hôn thôi đúng không? Chỉ hôn thôi ạ. Hôn với ăn thôi chứ không có không thì thôi. Rồi mà anh hỏi gì thôi mà con cảm giác nó lãng mạn không? Dạ, lãng mạn hơn với cái nụ hôn của gọi là con trai Việt Nam không? Con nghĩ cái này nó là xét về cái cảm xúc. Dạ. Thì với ảnh thì con cảm giác là cái người đàn ông này rất là ấm áp. Và có người mà mình có thể tin tưởng và mình làm cái bờ vai cho mình. Nên là ảnh cũng không có ý gì xấu. Thì lúc đó là con cảm giác là ảnh không có ý gì xấu hết. Nên là mình cứ để trôi theo cảm xúc thôi. Trời ơi, qua ăn tteokbokki cuối cùng lại là ăn môi nhau. Tteokbokki. Nói gì? You're talking about the first day we meet. You cook tteokbokki for me. But eventually you eat my lips. It's just make a joke. Thấy Trà chủ động như vậy á thì Trô thấy như thế nào? He mean like I meet you, I when we meet at a tree stump at your Airbnb. I'm a little bit active. I'm the first person kiss you. How are you feel? You scared? No, actually, I first time I met her, I really liked her, so I wanted to act very carefully. Does it make sense? Like she's, I felt like she's so valuable to me. I didn't want to look, I'm a bad boy. So I was a little bit shy, and then, well, I was very happy too because we were. You happy? Yeah. You happy? Sợ là người không dám chủ động, sợ là làm sai lứa. Bị đánh giá. Và sau đó rồi là chắc là Châu thấy chủ động hơn đúng không? Sau cái lần đó. Sau lần đó thì là chắc mình chủ động. Hơn. Dạ, tức là sau cái lần đó thì là Joe sẽ là người chủ động đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng chỉ bị động một lần thôi chứ. Rồi sau đó thì là sau đó thì bao lâu next thì em you dẫn Châu về nhà để ra mắt mẹ. Next time. Cái đó là khoảng được 8 tháng. 8 tháng nữa hả? Thật ra là 6 tháng là tụi con đã bắt đầu đề cập tới vấn đề kết hôn rồi. Nhưng mà chỉ là nói chuyện thôi, nói chuyện giữa hai người chia sẻ với nhau về cái ý định tương lai thôi. Chứ không phải là ý là con nhắn ảnh là thôi anh cưới em đi, không phải vậy. Bàn luận về vấn đề tương lai. Bàn luận về tương lai thôi. Thì sau đó anh nói là để anh suy nghĩ và anh nói chuyện với ba mẹ anh. Thì 8 tháng sau thì tụi con mới quyết định là dẫn anh về ra mắt ba má con. Cho còn nhớ cái lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ mình á, lúc đó bạn như thế nào? You meet her parents. The first time you meet her parents. How do you feel? Scared. I was a little bit nervous but not scared. I felt good with her already. So I thought, I believed myself I will have good relationship with her parents too. And she already told me how her parents are. And I believe they're like, I already knew like they are good people. So it was okay. It was like a little nervous, but mainly I was okay. I was happy to meet them. Không sợ đúng không? Không dạ, đúng rồi, sợ. Và anh rất là tự tin với cái mối quan hệ này. Dạ. Nhưng mà lúc đó là Cho có biết nói tiếng Việt chưa? Dạ biết một chút. Và ai là người dạy Cho nó tiếng Việt? Chắc dạ, là em. Đương nhiên rồi. Cho em bạn xóm nó dạy. Cho lúc nhớ là lúc đến với ba mẹ vợ mình là Cho đã nói những gì không? Ba mẹ. Khi anh gặp ba mẹ em, anh nói gì? Em nói là ba mẹ ơi, con yêu cha nhiều. Con muốn làm cha hạnh phúc. Nếu ba mẹ đồng ý, con muốn kết hôn với cô ai? Con muốn gì, thách gì? Kết hôn. Kết hôn với cô ấy. Cha. Câu đó là Trô tự học hay là Trà dạy cho Trô nói? Trà chứ sao mà tự học nổi. Không biết nào mà tự học. Không phải bằng mẫu anh ơi. Vậy là Trà dạy. Dạ. Thì ảnh cũng nói là
hỏi con là khi gặp ba mẹ thì nên nói như thế nào. Thì con cũng có chỉ cho ảnh vài câu. Nói câu đó chắc ba mẹ đồng ý liền đúng không? Bao nhiêu lâu mới học thuộc cái câu đó? Dạ, ngay trước cái ngày gặp luôn cô. Là học trong một ngày thôi? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Mà hiểu được cái nghĩa không? Bạn hiểu được cái nghĩa không? Trô hiểu được cái nghĩa, ý nghĩa của cái câu đó không? Học thuộc lòng. Hay là chỉ có học thuộc lòng thôi? Thì con có dịch ra câu đó nghĩa là gì. Nhưng mà để mà hiểu từng chữ thì không có hiểu được hết. Dạ. Trời ơi, chỉ cần mà sai một từ thôi. Dạ có những lúc ảnh bị nhầm. Giống như khi mà thỉnh thoảng anh qua nhà ba mẹ con chơi, thì ảnh có gặp mẹ con rồi em gái con, thì ảnh nói là hai mẹ con đang làm gì đó. Nhưng mà ảnh nói ngược lại, hai con mẹ đang làm gì đó. thì người nước ngoài lúc nào dễ bị cái đó lắm, dễ bị lắm. Bị nhầm, ảnh dễ bị nhầm cái đó. Đúng rồi. Không phải ảnh đâu, tất cả những người nước ngoài đều bị nhầm kiểu như vậy đó. Là lần đầu tiên là ra mắt ba mẹ em. Dạ. Thì đến bao lâu thì hai bạn mới đăng ký kết hôn? Tụi em đăng ký được là một năm và ba tháng. Dạ. Nhưng mà cái lần đó xong rồi, khi mà Trô xuống nhà đó rồi ba mẹ của con á, cái dạ, có kiểu như là có thích bạn này không? Có dạ, ý kiến gì không? Dạ lúc gặp thì anh này anh đúng ra có hối lộ trước rồi. Anh có hối lộ ba mẹ con trước, có mang quà tới. Anh chuẩn bị kỹ lắm, tại vì cái ngày mà anh quay lại Việt Nam là anh biết là anh sẽ gặp ba mẹ con. Là anh mua ở sân bay, anh mua rượu với lại mua mỹ phẩm, thì anh mang tới, thì lúc đó thì ba mẹ con cũng thích. Thấy anh này cũng hiền đàng hoàng nữa. Với lại là có quà hối lộ nữa. Có quà hối lộ nữa. Tức là bây giờ ba mẹ của Châu ở bên kia là còn đi làm không, hay là đã nghỉ retire rồi? Dạ, ba chồng con vẫn còn đang đi làm. Nhưng mà là em đã ra mắt với ba mẹ của Châu chưa? Dạ có, chứ tụi con có FaceTime thôi à? Đó, có FaceTime với chị. FaceTime rồi. Mà ba mẹ của Châu là rất thích bé này. Đó, rất thích bé này rồi. Cho nên bây giờ là chỉ có chờ hết dịch là làm đám cưới lớn. Bữa nhớ mời tụi tôi nha. Dạ. Rồi đám cưới Hàn Quốc ra làm sao? Chưa có đi đám cưới Hàn Quốc bao giờ luôn á. Rồi các em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ tới hôm nay thì là tròn 11 tháng. 11 tháng. Dạ. 11 tháng. Rồi thế sao? Rồi có thấy bạn Joe có tật xấu gì không? Nếu mà kể tật xấu thì chắc tới mai cũng không hết đâu cô. Sao bây giờ mình chắc lọc là tiêu biểu đi. Xấu nào mà xấu đau, xấu đớn á. Xấu tiêu biểu, xấu đau, xấu đớn á. Dạ. Rồi tranh thủ mình nói đi cho anh không biết đâu. Thì cái tật xấu tiêu biểu nhất của ảnh là ảnh bừa. Ảnh bừa bộn lắm. Thì cái này hồi đầu con cũng rất là sốc. Tại vì con nghĩ là cái người Hàn Quốc thì thường thì họ rất là gọn gàng, ngăn nắp. Họ có tổ chức đâu ra đó. Còn anh này là anh sống giống như theo kiểu freestyle á. Muốn ăn giờ nào ăn, ngủ giờ nào ngủ. Vậy rồi là con hình như con không chịu coi phim tập phim bộ Hàn Quốc rồi. Phim bộ Hàn Quốc cô thấy không có cái đàn ông Hàn Quốc nào mà gọn gàng hết. Phụ nữ không à. Một tay phụ nữ hết á. Nếu mà nói về phim bộ á là như vậy đó. Nên con đừng có sốc. Dạ rồi, con cũng quen rồi cô. Nghĩa là bừa bộn đúng không? Dạ đúng. Bừa rồi. Bộn. Rồi. Không có giờ giấc cụ thể. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là anh nói chuyện hơi to tiếng. Hình như là anh thấy trai Hàn Quốc là ai cũng nói chuyện to tiếng chứ. Nữ cũng nói to tiếng luôn em. Nữ cũng nói luôn. Dạ. Đặc biệt là khi tụi con đi ở ngoài đường mà anh nói tiếng Anh nữa. Nên là bắt buộc anh phải nói to, nói rõ để con hiểu. Nhưng mà khi anh nói ai cũng quay qua giòm. Anh nói lúc chạy ngoài đường ai cũng quay qua giòm, tưởng là tụi con đang cãi nhau. Chưa hiểu. Thôi, chưa hiểu. Ăn, giờ nói ăn to nói lớn là thuộc tính rồi. Cái đó mình không có xếp vô cái xấu. Chỉ có bừa bộn thôi. Bừa bộn. Còn gì nữa không? Mê, có mê cái gì không? Có mê gì mà khiến em bực mình á? Dạ không. Hầu như là mấy cái vấn đề khác là trong khả năng mình chấp nhận được. Mê thú vật mà hay mê game này, hay mê đua xe này, hay là mê đại khái là những cái nhậu nhẹt hay này kia có không? Có một cái là anh hút thuốc hơi nhiều. Thì cái đó gần đây con cũng nhắc nhở thì anh cũng đã có cải thiện bớt rồi. Có mê chơi game không? Có chơi game nhưng mà chơi trong khung giờ nhất định thôi. Như vậy là không phải tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chơi game mà có chơi mình hay là chơi đồng đội? Con có chơi không? Con có chơi với Joe không? Dạ không, con không thích chơi game. Mà ảnh ảnh có cái game nào mà ảnh bắt em chơi chung nhau? Dạ có, mấy cái game ở trên BS. Mấy BS á, mấy cái game đơn giản thôi. Còn chứ là ảnh mua nguyên một cái set game mà cho nam nữ chơi với nhau á. Mấy game đơn giản giống như PlayStation á. Dạ đúng rồi, PlayStation đó cô. Mấy cái đó con chơi với nhau được. Còn gì nữa không?
Sao kể mấy tật xấu mà thấy nhẹ quá. Thôi coi như chấp nhận cái bừa bộn. Đó, chấp nhận cái bừa bộn. Chỉ có bừa bộn thôi đó. Ừ. Còn cái có nóng tính không? Có nóng tính không? Có. Dạ, có trai Hàn Quốc hay nóng tính lắm á. Dạ, có gia trưởng không? Ờ, có, cũng có một chút gia trưởng. Dạ. Con trai Hàn Quốc gần gần giống con trai Việt Nam á. Con trai Việt Nam ít gia trưởng. Không, nhiều người ra gia trưởng. Trai miền Nam là ít gia trưởng. Trai miền Bắc á là hầu như là hay gia trưởng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con có thể nói một cái cụ thể, một cái việc gì mà theo con đó là gia trưởng không? À, ví dụ như là khi mà tụi con có những cái mâu thuẫn á thì đôi lúc là con không có kiềm chế được, con lớn tiếng với ảnh, thậm chí có khi là con có cái gì kế bên là con quăng vô, thậm chí con đánh ảnh luôn. Mà ảnh như là ảnh bị sốc, nó là ủa tại sao em làm như vậy, em là vợ tại sao em làm như vậy. À vậy đó hả? Dạ, đúng. Vậy là cô này nóng tính không? Thôi chắc là hết tật xấu rồi đúng không? Dạ cũng kiềm bớt rồi. Rồi thôi giờ tới Joe, tật xấu của cô ấy là gì? You interview about her. What you don't like about me? What I don't like about her? What kind you don't like about her? Em thích chơi game ở nhà. Em không thích đi ra ngoài. Ví dụ là em bị dị ứng. Em con ở Mai Lan. Nhưng mà em cha nói anh ơi đi, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi chạy xe máy. Sometimes it's a little, I feel itchy outside and it's a little hard. And em nói đi những cái tật mà Joe không thích á. Em không thích dọn dẹp và rửa chén. Em không khi thích dọn dẹp, không thích rửa chén. Không thích làm việc nhà. khi em sống một mình. Sống một mình. Em rửa chén một lần hai ngày. Hai ngày một lần. Một ngày. Không rửa chén. Không rửa chén ở sau ăn xong. Nhưng mà em cha mua cha rửa chén ngày sau khi ăn xong. Là em phải rửa. Tức là cha một ngày là muốn rửa liền. Rửa liền mà không có thích. Hai ngày một lần. Cho có rửa lần nào không? Sáng nay em thích ai? Yon nep. Anh nói em nói là yon nep. Dọn dẹp. Hôm qua dọn dẹp. Hôm qua dọn dẹp. Hôm nay dọn dẹp. Tại sao? Tại sao mỗi ngày mỗi dọn? Ông bây giờ là cho nói thêm những cái tật xấu của Trà nữa đi. Con nói my personality that you will feel unhappy, you will feel you don't like. Nóng tính có không? Nóng tính. Sorry, can you repeat that again? What's my personality that you don't like? Like hot tempered. She's a little emotional and hot temper. Gì đó, Joe nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt. Phải nói tiếng Việt. Chị dịch cho. Ok. Em sẽ nói tiếng Việt. Đó. Khi cha bị bệnh và cha mất tired. Khi mà bị bệnh và mệt á. Cha thức giận. Dễ tức giận. Angry đó. Nhiều. Không nhiều, but easily. Easily. And thường em nói lời mà em không muốn nói. Sometimes she says she doesn't mean, but it's just because she's angry. She has an anger speaking. Em không thích cái này hurt my feeling. Sometimes I remember. Em có nhớ nói mà cha nói. I don't know I made it clear. Rồi á, she beat you usually? Beat me? Not yet. Not like seriously. Chứ lại con chỉ đánh like vài cái đánh like chứ không phải là kiểu đánh nhau như vậy. Tiếng Việt gọi là ăn hiếp. Mình bị ăn hiếp. I bully you. Vietnamese. Ăn hiếp. Ăn hiếp. Trà ăn hiếp tôi.
chào anh hiếp tôi. Đúng rồi. Em ơi, đừng ăn hiếp anh nữa. But is it like as a joke or as a joke? Okay. like this. Oh. Nói đùa thôi, đùa giỡn thôi. Có bao giờ mà Châu lớn tiếng với em hay là mạnh tay với em không? Dạ, ảnh thì anh không bao giờ anh đánh, nhưng mà cũng có lớn tiếng. Nếu mà có những cái mà anh cảm thấy con quá đáng thì anh sẽ nói lại. Tại sao em là vợ mà em lại làm như vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Còn thêm tật xấu gì nữa không? Tốt. Something else? No. Yeah. Yeah. About your personality. À, vậy thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mới có 11 tháng à. À, anh hỏi nè, ai là người đăng ký tham gia chương trình này? Dạ em. Tại sao em lại tham gia chương trình Vợ Chồng Son? À, tại vì thứ nhất là em rất là ngưỡng mộ anh Quốc Thuận với lại cô Hồng Vân. Nên là nghĩ là trời sẽ rất là tuyệt vời nếu mà mình có cơ hội gặp cô anh với lại cô. Và thứ hai nữa là con cũng thường coi chương trình này và thấy những cặp đôi họ chia sẻ những cái câu chuyện tình yêu của họ rất là thú vị. Thì con cũng muốn giới thiệu cái câu chuyện tình yêu của tụi con tới với khán giả. Hay quá. Dạ. Vậy thì bây giờ con mong muốn Joe thay đổi cái gì nè? Dạ con muốn ảnh là phải kìm bớt cái tính bản tính nóng nảy của ảnh lại. Có đôi khi là có những lúc ảnh nóng mà ảnh đụng tay đụng chân, không phải là ảnh đánh con nhưng mà ảnh đập đồ, ảnh ảnh tức giận ở những cái đồ vật khác. Cho hiểu không? Trà muốn cho bớt nóng tính. Agree. Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. When you're angry, you're so mad, you're so crazy. So I want you improve that point. You're angry a little. Little. Yes, yeah. Nói rồi gì nữa? Gì nữa? Một cái nữa là con muốn ảnh sống có tổ chức hơn một chút. Bớt bừa bộn. Không bừa bộn. Bớt bừa bộn lại. Ăn uống. Trà muốn cho dọn dẹp mỗi ngày, rửa chén mỗi ngày, quét nhà mỗi ngày. Actually, bây giờ em hấp rửa chén sau khi ăn. Đúng rồi. Mặc dù cha về nhà, em là một mình ở nhà. Em rửa chén bây giờ vẫn rửa chén sau em khi vẫn ăn rửa chén, em vẫn rửa chén. Giỏi rồi. Giỏi. Good boy, good boy. Không tuổi ảnh. Không, dù sao nữa là trong cái thời gian mà dịch vẫn còn như thế này thì anh vẫn khuyên là thôi cứ từ từ ha. Cho nó qua hẳn cái vụ dịch giả này đi rồi lúc đó rồi các em sẽ có một cái lễ cưới nè. Có gia đình hai bên và sẵn sàng coi như chào đón một thiên thần nhỏ. Dạ, em cảm ơn anh Quốc Thuận. Dạ. Em cảm ơn. Em muốn nói một cái. Nói đi. Em muốn nói em sẽ chơi game một chút. Ít lại. Em sẽ học tiếng Việt hơn. Nhiều hơn. Chơi game ít lại, học tiếng Việt nhiều hơn. Em còn trà có muốn nói gì thêm không? Nói nữa đi, cho nói nữa đi. Khi em gặp ba mẹ của cha, em nói là em muốn làm cha hạnh phúc. Nên anh em suy nghĩ là chơi game ít lại, học tiếng Việt nhiều hơn. Hay là quan trọng. Quan trọng. Cho chung em. Các em chung em. Ok. Cảm ơn. Rồi thôi thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ đạt được tất cả những cái điều mong muốn của mình. Ví dụ như 2 năm nữa sẽ có một thằng con trai mà một đứa con gái tuổi rồng. Bạn này thích gái, còn con thích con trai gái. Con thích con trai. Đó. Thì trai hoặc gái tuổi rồng. Trai gái gì đều được cả. Hoặc là biết đâu một cặp rồng thì sao, làm sao mà biết được đúng không? Song long luôn. Song long đó. Rồi xin cảm ơn Joe và Trà đã đến với chương trình. Thank you. Cảm ơn. Ok.